Kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp thứ Bảy ngày 16 tháng 11. Tôi là Thanh Mai của Hành Trình Tương Lai. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Rất mong quý vị nhấn like, share video và đăng ký kênh để cập nhật những tin tức mới nhất, trung thực và chính xác của Hành Trình Tương Lai. Bản tin hôm nay có những nội dung gì? Xin mời quý vị cùng theo dõi. Trước tiên sẽ là phần điểm tin chính. Tin Việt Nam: Viện Kiểm sát đề nghị y án tử hình đối với bà Trương Mỹ Lan. Tạm giữ tài xế xe bán tải đâm hàng loạt ô tô khi chạy trốn cảnh sát ở Thanh Hóa. Xe cứu thương bốc cháy ngùn ngụt trước phòng cấp cứu bệnh viện tỉnh Nghệ An. Nhiều phương tiện vận tải tại tỉnh Thừa Thiên Huế vi phạm tốc độ gần 1.000 lần trên một tháng. Các hộ dân làng Nủ bốc thăm vị trí nhà ở mới tại khu tái định cư. Nhiều cường quốc quân sự sẽ tham gia triển lãm quốc phòng tại Việt Nam. Bắc Giang sắp cho thuê hàng nghìn nhà ở xã hội từ 2,7 triệu đồng một căn. Hé lộ phương thức cháo vàng giả lấy tiền thật khiến nhiều tiệm vàng ở Huế sập bẫy. Bộ Công Thương xây dựng 3 kịch bản cung cấp điện năm 2025. Tin Thế Giới: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu chuyến thăm Mỹ Latin dự lễ khai trương siêu cảng ở Peru. Nghị sĩ Mỹ đề xuất chấm dứt quan hệ thương mại bình thường với Trung Quốc. Vụ tông xe chết 35 người, Đảng Cộng sản Trung Quốc buộc hỏa thiêu thi thể, Bộ Ngoại giao bị chế giễu. Ukraine phát hiện 8 máy bay ném bom chiến lược Nga đồng loạt cất cánh, siêu pháo tự hành M1989 Foxan Triều Tiên xuất hiện trên đất Nga. Hezbollah nhắm vào các căn cứ quân sự của Israel để tấn công đáp trả. Ông Trump gặp nguyên thủ nước ngoài đầu tiên kể từ sau khi đắc cử, công bố thêm nhân sự nội các mới. FBI bắt người đàn ông muốn tái hiện vụ khủng bố hôm 11 tháng 9. Chủ tịch Triều Tiên ra lệnh sản xuất hàng loạt máy bay không người lái cảm tử. Công ty mẹ Facebook bị châu Âu phạt hơn 840 triệu đô la Mỹ. Thưa quý vị, trong phiên tòa phúc thẩm sáng ngày hôm qua 15 tháng 11, Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh vừa đề nghị y án tử hình đối với bà Trương Mỹ Lan khi xét kháng cáo của bà và 47 bị cáo cùng những người liên quan. Theo đại diện Viện Kiểm sát đánh giá, hành vi của bà Lan đặc biệt nghiêm trọng. Cụ thể, bà Trương Mỹ Lan là người chủ mưu, cầm đầu cùng lúc phạm 3 tội là tham ô tài sản, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và đưa hối lộ. Do có nhiều tình tiết mới như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và cam kết khắc phục toàn bộ thiệt hại. Do đó, Viện Kiểm sát đề nghị giảm án từ 20 năm xuống 16 đến 18 năm tù về tội vi phạm quy định cho vay. Song không giảm án tử hình đối với hai tội còn lại, tòa sơ thẩm tuyên bị cáo mức án tử hình về ba tội này là đúng người, đúng pháp luật, không oan sai. Theo điều tra, từ năm 2011, bà Lan đã thâu tóm 3 ngân hàng tư nhân để hợp nhất thành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB. Sau đó, từ năm 2012 đến 2017, bà chỉ đạo lập hồ sơ khống cho 304 khách hàng, vay 368 khoản, gây thiệt hại 64.600 tỷ đồng. Tiếp đến, từ tháng 2 năm 2018 đến tháng 10 năm 2022, bà tiếp tục chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn, 545.000 tỷ đồng, chiếm đoạt 304.000 tỷ đồng và gây thiệt hại gần 130.000 tỷ đồng tiền lãi phát sinh. Ngoài ra, để che giấu thực trạng yếu kém của SCB, bà Lan đã chỉ đạo thuộc cấp đưa hối lộ 5,2 triệu đô la Mỹ cho bà Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng thanh tra giám sát của Ngân hàng Nhà nước. Viện Kiểm sát cho rằng đáng lẽ bà Nhàn phải chịu mức án tử hình về tội nhận hối lộ, nhưng do đã nộp lại số tiền chiếm hưởng nên được tuyên án chung thân. Về trách nhiệm dân sự, Viện Kiểm sát đề nghị giữ nguyên bản án sơ thẩm, buộc bà Lan phải bồi thường toàn bộ thiệt hại của vụ án là 677.000 tỷ đồng, được cấn trừ một số khoản vay đã tất toán. Theo báo VN Express đưa tin, Công an thành phố Thanh Hóa đang tạm giữ hình sự đối với Vũ Huy Hoàng, 35 tuổi, để điều tra về các hành vi chống người thi hành công vụ, hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác. Theo điều tra, vào rạng sáng ngày 13 tháng 11, Hoàng lái ô tô bán tải màu đỏ trên đại lộ Lê Lợi, hướng từ trung tâm thành phố về vòng xuyến Bixi cũ. Tại khu vực phường Đông Hương, tổ cảnh sát giao thông thấy ô tô của Hoàng có dấu hiệu vi phạm nên ra lệnh dừng để kiểm tra. Tuy nhiên, Hoàng không chấp hành mà cho xe lùi trên đường một chiều và có ý định bỏ trốn. Trong khi lùi, Hoàng đã tông vào một xe máy,
cuốn chiếc xe đi xa khoảng 30 mét. Sau đó, Hoàng tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy về hướng đường Nguyễn Tĩnh. Ngay lập tức, cảnh sát và người dân đã cùng nhau chạy xe máy đuổi theo. Khi đến khu vực bên hông chung cư 379, phường Đông Hương, vì đường hẹp không thể chạy tiếp, Hoàng liên tục cho xe chạy tới rồi lùi. Thấy vậy, Thiếu tá Đỗ Minh Khôi, cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Thanh Hóa, chạy xe máy đến phía sau ô tô của Hoàng, yêu cầu tài xế dừng phương tiện. Tuy nhiên, Hoàng dồ ga lùi lại tông đổ xe máy của Thiếu tá Khôi, cuốn vào gầm, kéo lê hàng chục mét. Thiếu tá và người dân buộc phải nhảy sang lề đường tránh thương tích. Quá trình bỏ chạy, Hoàng đã đâm 9 chiếc ô tô đỗ trên đường và 2 xe máy khiến các phương tiện hư hỏng nặng. Sau khi thoát khỏi đường Nguyễn Tĩnh, Hoàng đã điều khiển ô tô chạy với tốc độ cao lòng vòng trên nhiều cung đường khác. Đến đường Trịnh Kiểm, phường Đông Vệ, chiếc xe bị mắc kẹt sau khi lao lên vỉa hè. Cảnh sát ngay lúc đó đã ập đến khống chế Hoàng. Tại cơ quan công an, Hoàng khai trước đó uống 5-6 chai bia cùng đội bóng, tiếp tục đi hát karaoke. Sau khi tàn cuộc, trên đường về thì gặp cảnh sát giao thông, vì quá hoảng loạn nên mất bình tĩnh, gây ra vụ việc. Theo kết quả đo nồng độ cồn, tài xế Hoàng có 0,7mg trên 1 lít khí thở. Hiện vụ việc đang được công an thành phố Thanh Hóa điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Báo Tuổi Trẻ đưa tin, lực lượng chức năng của tỉnh Nghệ An đã thành công khống chế hoàn toàn đám cháy bùng phát từ một chiếc xe cứu thương ngay trước sảnh phòng cấp cứu của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, tỉnh Nghệ An. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12 giờ trưa ngày hôm qua 15 tháng 11, một chiếc xe cứu thương đang chở một nam bệnh nhân đến cấp cứu tại bệnh viện. Khi xe đang dừng sảnh trước phòng cấp cứu thì bất ngờ xảy ra một sự cố nghiêm trọng. Một nhân chứng cho biết, khi nhiều người đang đứng gần khu vực phòng cấp cứu, họ đã nghe thấy một tiếng nổ lớn. Ngay sau khi bệnh nhân vừa được chuyển khỏi xe, ngọn lửa bất ngờ bùng lên dữ dội và nhanh chóng thiêu rụi toàn bộ chiếc xe. Tại hiện trường, chiếc xe cứu thương bị cháy rụi, chỉ còn lại khung kim loại. Phần trần nhà tại khu vực sảnh cấp cứu cũng bị cháy xém một góc. Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Ít phút sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Liên quan đến lĩnh vực giao thông đường bộ, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có quyết định thu hồi phù hiệu và biển hiệu của 93 phương tiện vận tải do vi phạm quy định về tốc độ. Quyết định này dựa trên dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, ghi nhận các xe có hơn 5 lần vi phạm tốc độ trên 1.000 km trong một tháng, không tính các trường hợp vượt dưới 5 km trên một giờ. Đáng chú ý, nhiều xe thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Festival Bus tại phường Vĩ Dạ, thành phố Huế có số lần vi phạm cao nhất. Trong đó, xe 75B01997 vi phạm 974 lần trên một tháng, xe 75B01917 vi phạm 831 lần trên một tháng và xe 75B01498 vi phạm 488 lần trên một tháng. Bên cạnh đó, các xe container và đầu kéo cũng thường xuyên vi phạm. Cụ thể, xe container 75H00872 của công ty trách nhiệm hữu hạn CTC Quang Trung tại xã Thủy Phù vi phạm 316 lần trên một tháng. Trong khi, xe đầu kéo 75H00021 của cùng công ty vi phạm 203 lần trên một tháng. Tương tự, xe đầu kéo 75C08034 của hộ kinh doanh cửa hàng Cường Ti ở xã Lộc Bổn vi phạm 205 lần trên một tháng. Đối với xe khách tuyến cố định, xe 38G00130 của Hợp tác xã Dịch vụ Vận tải Tiến Lực tại phường An Đông đã vi phạm tới 831 lần trên một tháng. Trước tình trạng này, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo lực lượng chức năng xử lý nghiêm khắc các trường hợp phương tiện vẫn tiếp tục hoạt động khi bị thu hồi phù hiệu và biển hiệu. Thưa quý vị, ông Hoàng Văn Diệp, trưởng thôn Làng Nủ, đã đại diện 33 hộ dân bị thiệt hại do lũ quét tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, đã tiến hành bốc thăm chọn vị trí nhà mới tại khu tái định cư. Theo đó, việc bốc thăm sẽ được thực hiện công khai, minh bạch. Sau khi hoàn tất, chính quyền sẽ gửi danh sách đến Phòng Tài nguyên Môi trường của huyện để làm thủ tục cấp đất thổ cư và trích đo diện tích đất sản xuất bổ sung cho người dân. Được biết, khu tái định cư được xây dựng tại Đồi Sim với quy mô 10 hectare trong giai đoạn 1, cách thôn cũ khoảng 2 km. Tại đây, 40 căn nhà 2 tầng đang được xây dựng theo kiểu nhà sàn truyền thống của người Tày, cùng các công trình phụ trợ. Đồng thời, khu tái định cư cũng được trang bị một điểm trường gồm 2 phòng mẫu giáo và 2 phòng tiểu học, một nhà sinh hoạt cộng đồng cùng hệ thống giao thông, điện nước đồng bộ. Hiện tại,
đã có gần 20 căn nhà hoàn thiện phần mái. Các đội thi công của Binh đoàn 12 thuộc Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn đang nỗ lực làm việc ngày đêm để hoàn thành toàn bộ dự án trước ngày 22 tháng 12 năm 2024. Được biết, toàn bộ kinh phí xây dựng do Quỹ Tấm Lòng Việt của Đài Truyền hình Việt Nam và các đơn vị đồng hành tài trợ. Thưa quý vị, vừa qua, tại họp báo về các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thiếu tướng Lê Ngọc Thân, chủ nhiệm chính trị Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, đã có buổi chia sẻ thông tin về triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ hai. Sự kiện dự kiến diễn ra từ ngày 19 đến 22 tháng 12 tại sân bay Gia Lâm, Hà Nội, với quy mô hơn 5.000m². Theo ông Thân, đã có 140 tổ chức từ 27 quốc gia đăng ký tham dự. Trong đó, có những cường quốc công nghiệp quốc phòng như Mỹ, Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Israel, Pháp, Anh, Tây Ban Nha. Đáng chú ý, triển lãm sẽ mở cửa miễn phí cho người dân từ 13:30 ngày 21 tháng 12 đến hết ngày 22 tháng 12, tạo cơ hội hiếm có để công chúng trải nghiệm các sản phẩm quốc phòng hiện đại. So với lần tổ chức đầu tiên năm 2022, triển lãm năm nay có quy mô lớn hơn với sự tham gia đông đảo hơn của các đoàn quốc tế. Ông Thân nhấn mạnh rằng các loại vũ khí trang bị trưng bày không chỉ đa dạng mà còn có nhiều sản phẩm mới được sản xuất từ năm 2022 đến nay. Triển lãm sẽ giới thiệu các khí tài hiện tại thuộc nhiều lĩnh vực. Với phòng không, không quân, ban tổ chức triển lãm dự kiến trưng bày máy bay tiêm kích, trực thăng huấn luyện, không người lái, tên lửa không đối không, phòng không vác vai, tổ hợp pháo, tên lửa phòng không. Với hải quân, ban tổ chức sẽ giới thiệu tàu ngầm, tàu chiến, tàu bổ trợ, tàu không người lái, thiết bị trinh sát, quan sát ngầm, sonar, ngư lôi, thủy lôi, tên lửa đất đối hải, tên lửa hải đối hải. Với lục quân, các đơn vị sẽ trưng bày vũ khí bộ binh, vũ khí hỏa lực, đạn bộ binh, pháo binh, chống tăng, thiết bị quan sát, ngắm bắn ngày đêm, pháo mặt đất, pháo tự hành, tên lửa đất đối đất, tên lửa chống tăng, xe thiết giáp, xe chở quân, xe vận tải quân sự. Ngoài ra, Không quân Việt Nam sẽ trình diễn bay chào mừng, trong khi lực lượng đặc công biểu diễn võ thuật và các kỹ năng nghiệp vụ đặc biệt tại lễ khai mạc, hứa hẹn mang lại những trải nghiệm mãn nhãn cho người tham dự. Với quy mô và tầm quan trọng, Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam năm 2024 không chỉ là một sự kiện kỹ thuật, công nghệ mà còn là một điểm nhấn trong chiến lược phát triển quốc phòng toàn diện của đất nước. Theo báo VN Express dẫn thông tin từ Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị này vừa nhận được báo cáo của Công ty Cổ phần Phát triển Fuji Bắc Giang về việc bán cho thuê, thuê mua nhà xã hội tại khu nhà ở xã hội dành cho công nhân xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng. Dự án do Công ty Fuji Bắc Giang và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Vinaco làm chủ đầu tư. Theo đó, có hơn 2.400 căn nhà xã hội để cho thuê, diện tích khoảng 30-32,5m², bố trí 2-4 người. Giá cho thuê dự kiến 93.300 đồng mỗi mét vuông một tháng, đã bao gồm VAT 5% và phí bảo trì 2%, tương ứng 2,7 đến 3,7 triệu đồng một căn. Chủ đầu tư cho biết mức giá thuê sẽ được thương thảo và xác định chính thức khi ký hợp đồng thuê nhà. Thời gian bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 15 tháng 11. Theo tìm hiểu, khu nhà ở xã hội dành cho công nhân xã Nội Hoàng gồm 10 tòa nhà, trong đó có 4 tòa nhà cao 6 tầng, còn lại cao 18 tầng. Với hơn 2.800 căn, tầng 1 là khu để xe, phòng sinh hoạt cộng đồng và khu bếp ăn. Từ tầng 2 trở lên là các phòng dạng ký túc xá. Ngoài ra, dự án còn được bố trí sân thể thao, sân vườn kết hợp bãi đỗ xe ngoài nhà. Báo VN Express cho biết thêm, được xem là thủ phủ công nghiệp phía Bắc, tỉnh Bắc Giang có kết quả tích cực với xây dựng nhà ở xã hội. Báo cáo gần đây của Bộ Xây dựng cho biết, tỉnh đã triển khai 15 dự án với 75.000 căn, đáp ứng 90% công nhân có nhu cầu nhà ở tới năm 2030. Tỉnh này cũng đặt mục tiêu phát triển được 75.000 căn, đáp ứng cho 90% công nhân có nhu cầu nhà ở đến năm 2030. Vào ngày hôm qua 15 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam nhóm lừa tiền của người dân từ vàng giả. Cụ thể, ba người bị bắt gồm Lê Nhật Trường, 40 tuổi, trú tại huyện Tân Thanh, tỉnh Long An, Lê Vĩnh Phúc, trú tại huyện An Phú, tỉnh An Giang và Đinh Thùy Sang, 43 tuổi, trú tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Tại cơ quan điều tra, Lê Nhật Trường đã khai nhận do thiếu nợ nên nảy sinh ý định mua vàng giả trên mạng về để lừa tiền. Trường rủ Phúc và Sang ra Huế để lừa đảo.
Nhóm này đặt mua vòng, dây chuyền vàng dởm trên mạng có kiểu dáng tương tự như những mặt vàng chất lượng được bán ở các tiệm vàng lớn tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, từng người trong nhóm chia nhau ra đem vàng dởm đến các tiệm vàng ở Huế để cầm cố chứ không bán, nhằm đánh lừa các chủ tiệm vàng trong khâu kiểm tra. Khi giao dịch, nhóm người trên cũng dùng tên giả để tránh bị phát hiện. Chỉ trong 2 ngày, nhóm người trên đã thực hiện chót lọt 10 vụ lừa đảo. Vật chứng mà công an thu giữ gồm 10 nhẫn vàng màu vàng và 7 mặt tượng dây chuyền. Hiện công an thành phố Huế đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nhóm trên theo quy định. Truyền thông trong nước đưa tin, vào ngày 14 tháng 11 vừa qua tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã chủ trì cuộc họp về kế hoạch cung ứng điện cho năm 2025. Theo Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, năm 2025, kinh tế đất nước được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh. Nhiều công trình dự án trọng điểm quốc gia đã và đang được triển khai. Luật điện lực sửa đổi dự kiến cũng được thông qua trong kỳ họp này và sẽ có hiệu lực vào đầu năm 2025, nên việc cung cấp điện cần bảo đảm tăng trưởng từ 11% trở lên. Theo đó, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên thống nhất 3 kịch bản cung ứng điện cho năm 2025. Cụ thể, kịch bản 1, kịch bản cơ sở là tăng trưởng điện năng phải đạt từ 11 đến 12%, các tháng mùa khô phải đạt từ 13% trở lên. Kịch bản 2, kịch bản cao là tăng trưởng điện năng phải đạt từ 12 đến 13% trở lên, các tháng mùa khô phải đạt 14% trở lên. Kịch bản 3, kịch bản cực đoan là tăng trưởng điện năng phải đạt từ 14 đến 15% trở lên, các tháng mùa khô phải đạt 16% trở lên. Dựa trên các kịch bản này, Bộ trưởng yêu cầu vụ dầu khí và than cùng các đơn vị liên quan phải lập kế hoạch cung ứng nhiên liệu đầu vào như than và khí để đảm bảo đáp ứng nhu cầu điện năm 2025. Thời hạn công bố kế hoạch này là ngày 15 tháng 11 năm 2024 và các đơn vị phải hoàn thành ký kết các hợp đồng mua bán trước ngày 15 tháng 12 năm 2024. Trước ngày 15 tháng 12 năm 2024, các cơ quan quản lý sẽ kiểm tra và báo cáo kết quả về Bộ Công Thương nhằm giám sát chỉ đạo điều hành, đồng thời xử lý trách nhiệm nếu có. Tiếp theo là phần tin thế giới. Tin thế giới, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu chuyến thăm Mỹ Latin dự lễ khai trương siêu cảng ở Peru. Nghị sĩ Mỹ đề xuất chấm dứt quan hệ thương mại bình thường với Trung Quốc. Vụ tông xe chết 35 người, Đảng Cộng sản Trung Quốc buộc hỏa thiêu thi thể, Bộ Ngoại giao bị chế giễu. Ukraine phát hiện 8 máy bay ném bom chiến lược Nga đồng loạt cất cánh, siêu pháo tự hành M1989 Coxsan Triều Tiên xuất hiện trên đất Nga. Hezbollah nhắm vào các căn cứ quân sự của Israel để tấn công đáp trả. Ông Trump, cặp nguyên thủ nước ngoài đầu tiên kể từ sau khi đắc cử, công bố thêm nhân sự nội các mới. FBI bắt người đàn ông muốn tái hiện vụ khủng bố hôm 11 tháng 9. Chủ tịch Triều Tiên ra lệnh sản xuất hàng loạt máy bay không người lái cảm tử. Công ty mẹ Facebook bị châu Âu phạt hơn 840 triệu đô la Mỹ. Thưa quý vị, trong chuyến công du kéo dài một tuần tại Mỹ Latin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến Lima, Peru và tham dự lễ khánh thành cảng nước sâu Chancay qua kênh trực tuyến cùng Tổng thống Peru Dina Boluarte vào ngày 14 tháng 11 năm 2024. Siêu cảng Chancay được xây dựng bởi Costco Shipping Post và nằm cách thủ đô Lima 80 km về phía Bắc, đã thu hút 1,3 tỷ đô la Mỹ đầu tư từ Trung Quốc trong giai đoạn đầu. Dự án này được kỳ vọng sẽ tạo ra 4,5 tỷ đô la Mỹ doanh thu hàng năm, tạo việc làm cho hơn 8.000 lao động và giảm 20% chi phí logistics trên tuyến đường từ Peru đến Trung Quốc. Tại buổi lễ, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh Chancay là khởi đầu thành công của con đường tơ lụa trên biển thế kỷ 21. Trong khi đó, Tổng thống Peru ông Boluarte khẳng định cảng Chancay sẽ cách mạng hóa thương mại và thúc đẩy nền kinh tế châu Á-Thái Bình Dương. Theo ông Mario Ocharan, quan chức phòng thương mại Chancay, con tàu đầu tiên dự kiến khởi hành vào tuần tới, chở trái cây Peru đến Trung Quốc. Đáng chú ý, một tuyến đường sắt mới sẽ được xây dựng để kết nối cảng này với Brazil, thu hút sự quan tâm đầu tư từ cả Trung Quốc và Hàn Quốc. Trong chuyến thăm này, Chủ tịch Tập được tháp tùng bởi đoàn doanh nhân hơn 100 người, bao gồm lãnh đạo các tập đoàn lớn như Costco Shipping và Chinanco. Theo kế hoạch,
ông Tập sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC tại Peru trước khi di chuyển đến Brazil dự hội nghị G20 tuần tới. Theo đánh giá của giới chuyên gia, việc khánh thành siêu cảng trên diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh đang tích cực mở rộng ảnh hưởng tại khu vực Mỹ Latin giàu tài nguyên, đặc biệt khi đang phải đối mặt với căng thẳng thương mại với châu Âu và lo ngại về chính sách thuế quan từ chính quyền sắp tới của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Theo tờ The Hill đưa tin, Hạ nghị sĩ John Molina, Chủ tịch Ủy ban đặc biệt về quan hệ Mỹ-Trung, vừa đệ trình dự luật nhằm hủy bỏ quy chế quan hệ thương mại bình thường vĩnh viễn PRTA với Trung Quốc, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quan hệ thương mại giữa hai cường quốc. Được biết, dự luật với tên gọi Đạo luật khôi phục công bằng thương mại này sẽ thiết lập một khung thuế quan mới dành riêng cho Trung Quốc với lộ trình tăng thuế đối với cả hàng hóa chiến lược và phi chiến lược. Đáng chú ý, dự luật còn bao gồm điều khoản hỗ trợ nông dân và nhà sản xuất Mỹ trong trường hợp Trung Quốc có biện pháp đáp trả. Ông Molina nhấn mạnh, Mỹ cần phải điều chỉnh lại mối quan hệ kinh tế với Trung Quốc, đồng thời khẳng định chính sách này sẽ tạo ra sân chơi công bằng và giúp người dân Mỹ thắng thế trong cuộc cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc. Song song với hoạt động này, tại Thượng viện, các thượng nghị sĩ George Hawley và Marco Rubio cũng đã đệ trình một dự luật tương tự. Đặc biệt, ông Rubio, người vừa được đề cử làm ngoại trưởng trong chính quyền Trump sắp tới, đã thể hiện quan điểm cứng rắn về vấn đề này. Mặc dù dự luật khó có thể được thông qua trong phiên họp Quốc hội hiện tại, nhưng nó được xem như một công cụ tạo áp lực quan trọng cho các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung trong tương lai. Với khả năng Đảng Cộng Hòa kiểm soát Quốc hội vào năm tới, dự luật này có nhiều cơ hội sẽ được thông qua. PRTA, vốn được thiết lập từ năm 2000, đã tạo điều kiện cho Trung Quốc gia nhập WTO và mở rộng thương mại với Mỹ. Tuy nhiên, trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa hai nước, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ và an ninh quốc gia, động thái này phản ánh xu hướng tăng cường kiểm soát thương mại của Washington đối với Bắc Kinh. Thưa quý vị, sau vụ thảm sát Chu Hải làm 35 người thiệt mạng và 43 người bị thương, chính quyền Trung Quốc đã áp dụng biện pháp cưỡng chế hỏa táng đối với thi thể các nạn nhân. Một nhân viên hỗ trợ tang lễ đã xác nhận, bây giờ phải bắt đầu áp dụng cưỡng bức hỏa táng. Trong khi đó, phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã vấp phải làn sóng chỉ trích gay gắt với những tuyên bố của mình sau vụ việc. Được biết, tại cuộc họp báo ngày 13 tháng 11, khi được hỏi về vụ việc, người phát ngôn Lâm Kiếm tuyên bố, Trung Quốc nằm trong những nước an toàn nhất thế giới với tỷ lệ tội phạm hình sự thấp nhất. Cộng đồng mạng đã phản ứng mạnh mẽ cho rằng tỷ lệ tội phạm hình sự thấp chỉ là do chính quyền đã nâng ngưỡng tội phạm và thật không thể hiểu làm sao họ có thể trơ tráo nói thế ngay khi vừa xảy ra thảm họa hàng chục người chết. Theo tường thuật của tờ Minh Pao Hồng Kông, nhà tang lễ Chu Hải hiện được thắt chặt an ninh với nhiều cảnh sát và xe cảnh sát canh gác. Người thân nạn nhân phản ánh họ không được gặp người bị thương tại bệnh viện. Điển hình như trường hợp của cô X, gia đình phải đợi từ 10 giờ tối đến 5 giờ sáng hôm sau mới được gặp chị gái, lúc nạn nhân đã tử vong. Vụ việc xảy ra vào tối ngày 11 tháng 11, khi một người đàn ông 62 tuổi họ Phàn lái xe địa hình lao vào đám đông tại trung tâm thể thao Chu Hải. Đây là một trong nhiều vụ bạo lực trả thù xã hội tại Trung Quốc năm nay. Đài AFA đưa tin năm nay các vụ bạo lực kiểu như trả thù xã hội thường xuyên xảy ra ở Trung Quốc. Ít nhất 6 vụ liên quan đến việc lái xe đâm đám đông người, 7 vụ dùng dao đâm người, 3 vụ nhắm vào trẻ nhỏ. Nhiều cư dân mạng Trung Quốc đổ lỗi cho bối cảnh kinh tế suy thoái khiến nhiều người khó quá hóa điên. Nhưng tuyên bố trong các vụ án thường cố tình bỏ qua. Trong một số trường hợp chỉ công bố thủ phạm là những người thất nghiệp, không nghề nghiệp hoặc dính líu đến tranh chấp tài chính, thế giới bên ngoài khó biết được sự thật. Tiếp tục cập nhật tình hình chiến sự mới nhất giữa Nga và Ukraine. Trang Aviapro ngày 15 tháng 11 đưa tin, hệ thống giám sát của Ukraine đã ghi nhận các chuyến bay đồng thời của 8 máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS trên không phận Nga. Theo dữ liệu của Ukraine, mặc dù các máy bay Nga đã ở trên không trong một thời gian dài, nhưng không có tên lửa nào được phóng đi. Việc này khiến nhiều người liên tưởng đến hoạt động diễn tập của lực lượng Nga được ghi nhận trước cuộc tấn công gần đây vào Kiev. Các chuyên gia cho rằng những chuyến bay như vậy có thể là một phần của các cuộc tập trận hoặc hoạt động phô trương sức mạnh nhằm gây áp lực. Quân đội Nga hiện chưa lên tiếng về thông tin trên. Được biết, máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS có khả năng mang tên lửa hành trình tầm xa, thường được sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ chiến lược, bao gồm cả việc phóng các loại đạn dẫn đường chính xác. Tại một diễn biến khác,
trang Avia của Nga cho biết, tại khu vực Krasnoya, pháo tự hành M1989 Koksan do Triều Tiên sản xuất với cỡ nòng 170mm đã xuất hiện trên một đoàn tàu quân sự. Theo các blogger Ukraine và kênh Telegram của Nga, việc cung cấp pháo tự hành Koksan cho Nga có thể gắn liền với việc mở rộng hợp tác quân sự giữa Nga và Triều Tiên. Hiện vẫn chưa có thông tin chính thức từ cả phía Nga và Triều Tiên. Theo ghi nhận, M1989 cỡ 170mm là khẩu pháo tự hành đáng sợ nhất trong biên chế pháo binh Triều Tiên. Pháo được phát triển vào đầu đến giữa những năm 1980. Nó đi vào hoạt động vào năm 1989 và kể từ đó đã được quân đội Triều Tiên cũng như lực lượng vũ trang Iran sử dụng với số lượng hạn chế. Tầm bắn và hỏa lực của M1989 Koksan khiến nó trở nên lý tưởng cho các hoạt động phản pháo chiến lược tầm xa. Pháo có thể tấn công pháo binh và các mục tiêu cơ sở hạ tầng quan trọng của đối phương từ khoảng cách an toàn. Liên quan đến tình hình chiến sự căng thẳng ở Trung Đông, mới đây, phong trào Hồi giáo Hezbollah đã thực hiện các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào nhiều căn cứ quân sự trọng yếu của Israel. Trong đó có căn cứ Tel Ham tại Tel Aviv, cách biên giới Liban 120km. Theo đó, Hezbollah đã phóng hàng loạt tên lửa vào căn cứ hải quân Stella Maris ở phía tây bắc Haifa và sử dụng máy bay không người lái tấn công căn cứ Eliakim phía nam Haifa. Ngoài ra, nhiều khu định cư của Israel như Hanita, Kiat, Smona, Yaron, Shlomi, Sasa và Dishon cũng bị nhắm mục tiêu. Đáp trả những động thái này, Israel đã tiến hành 16 cuộc không kích vào thành phố Nabatea ở Nam Liban, cùng 11 cuộc đột kích nhằm vào các thị trấn gần Tire và Bin Jben. Hãng thông tấn quốc gia Liban NNA cho biết ít nhất 11 người đã thiệt mạng và 9 người bị thương trong các cuộc không kích này. Đặc biệt, tại thành phố Banbet, phía đông, một tòa nhà 2 tầng ở khu phố Ansat đã bị tấn công khiến 9 người thiệt mạng và 5 người bị thương. Trong khi đó, tại Syria, cuộc tấn công bằng tên lửa của Israel vào các quận phía tây thủ đô Damascus đã cướp đi sinh mạng của 15 người và làm bị thương 16 người khác, gây thiệt hại đáng kể cho các công trình xây dựng. Trước tình hình căng thẳng leo thang, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách hoạt động gìn giữ hòa bình Jean-Pierre Lacroix tuyên bố việc thực hiện nghị quyết 1701 là trách nhiệm của các bên. UNIFIL có vai trò hỗ trợ và rất nhiều nội dung trong vai trò hỗ trợ đó. Ông cho biết, Liên Hợp Quốc dự định tăng cường lực lượng giữ gìn hòa bình UNIFIL tại Liban sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn, bao gồm việc rà phá các thiết bị nổ và mở lại đường xá. Hãng tin AP đưa tin, mới đây Tổng thống đắc cử Donald Trump đã có cuộc gặp mặt lịch sử với Tổng thống Argentina Javier Milei tại câu lạc bộ Mar-a-Lago, đánh dấu cuộc gặp đầu tiên của ông với một nguyên thủ nước ngoài kể từ sau chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ vừa qua. Theo nguồn tin giấu tên, cuộc gặp diễn ra tốt đẹp, trong đó hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về một sự kiện chưa được công bố. Sau đó, Tổng thống Milei đã có bài phát biểu quan trọng tại buổi tiệc của Viện Chính sách nước Mỹ trên hết, bằng cả tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Trong bài phát biểu đáng chú ý, Tổng thống Argentina đã bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với tỷ phú Elon Musk và mạng xã hội X. Ông cũng không ngần ngại chỉ trích tầng lớp cầm quyền về hệ thống thuế bất công và nhiệt liệt chúc mừng chiến thắng của ông Trump. Hôm nay, làn gió tự do thổi mạnh hơn nhiều, ông Milei khẳng định và cho rằng đây là bằng chứng rõ ràng cho thấy các thế lực siêu nhiên đang đứng về phía chúng ta. Đáp lại, Tổng thống đắc cử Trump bày tỏ sự trân trọng, thật vinh dự khi được Tổng thống Argentina đến câu lạc bộ của tôi và ca ngợi công việc đáng kinh ngạc của ông Milei trong việc làm cho Argentina vĩ đại trở lại. Mối quan hệ thân thiết giữa hai nhà lãnh đạo được thiết lập từ tháng 2 khi họ lần đầu gặp nhau tại Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ ở Washington. Trước đó, ngay sau chiến thắng bầu cử của ông Milei vào tháng 11 năm 2023, ông Trump đã công khai ủng hộ ông sẽ xoay chuyển đất nước của mình và thực sự làm cho Argentina vĩ đại trở lại. Cùng thời điểm, Tổng thống đắc cử Donald Trump đã chính thức công bố hai vị trí quan trọng trong nội các mới của mình. Thống đốc Bắc Dakota, ông Doug Burgum, 68 tuổi, sẽ được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Ông Burgum, một cựu giám đốc điều hành công ty phần mềm triệu đô và thống đốc hai nhiệm kỳ, từng tham gia tranh cử Tổng thống vào tháng 6 năm 2023, trước khi rút lui vào tháng 12 cùng năm.
Sau đó, ông đã chuyển sang ủng hộ ông Trump và thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện vận động tranh cử. Đồng thời, ông Trump cũng thông báo trên mạng xã hội Truth Social việc chọn ông Robert Fenneke, 70 tuổi, làm Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh HHS. Ông Kennedy, con trai cựu Tổng trưởng Lý Robert Kennedy, trước đó đã rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng vào tháng 8 để ủng hộ chiến dịch của ông Trump. Đáng chú ý, cả hai nhân sự mới đều đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực được phân công. Ông Bogum từng đưa ra năng lượng và tài nguyên thiên nhiên thành trọng tâm trong chiến dịch tranh cử của mình. Còn ông Kennedy đã được cân nhắc cho vị trí lãnh đạo cơ quan bảo vệ môi trường EPA dưới thời Tổng thống Obama vào năm 2008. Các bổ nhiệm này là một phần trong kế hoạch cải tổ chính phủ của ông Trump, bao gồm việc thành lập Bộ Hiệu quả Chính phủ Trầu do tỷ phú Elon Musk đồng lãnh đạo nhằm tái cấu trúc các cơ quan liên bang và cắt giảm chi tiêu lãng phí. Thưa quý vị, hãng tin CNN đưa tin FBI vừa bắt giữ Anas Sai, một người đàn ông ở Houghton, Texas với cáo buộc ủng hộ tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS và âm mưu thực hiện một vụ tấn công kiểu 11 tháng 9 tại Mỹ. Thông tin được công bố trong phiên điều trần trước thẩm phán liên bang diễn ra vào chiều thứ Năm. Trong cuộc thẩm vấn sau khi bị bắt, Seth thừa nhận đã nhiều lần cố gắng xuất cảnh để gia nhập IS và sẵn sàng quay lại Liban nếu được thả. Đáng chú ý, nghi phạm còn thẳng thắn khai nhận đã cung cấp nhà riêng làm nơi trú ẩn cho các thành viên IS. Theo hồ sơ điều tra, FBI đã theo dõi Seth từ năm 2017. Khi phát hiện, anh ta đặt mua các nhãn dán liên quan đến IS. Từ cuối năm 2023 đến 2024, mặc dù từng cam kết ngừng tiêu thụ nội dung của IS, Seth vẫn tiếp tục sử dụng tài khoản Facebook để ủng hộ tổ chức khủng bố này và các hoạt động bạo lực của họ. Đặc biệt nghiêm trọng, Seth đã khảo sát một số cơ sở quân sự và địa điểm cụ thể ở Houghton, đồng thời nghiên cứu kỹ lưỡng về vị trí, sơ đồ và các biện pháp an ninh tại các giáo đường cùng lãnh sự quán Israel. Trong một tin nhắn gửi cho điều tra viên chìm của FBI, Seth viết, "Anh à, nếu tôi sống một mình, anh đã nghe tin tôi thực hiện một cuộc tấn công kiểu 11 tháng 9 rồi. Nhưng vì gia đình đang ở với tôi không muốn họ gặp rắc rối." Gia đình Seth cũng xác nhận với điều tra viên rằng, nghi phạm vẫn tiếp tục theo dõi tuyên truyền của IS và công khai bày tỏ mong muốn chiến đấu chống lại những người ủng hộ Israel. Ngoài ra, Seth còn lập một nhóm chat mã hóa dành riêng cho các tín đồ IS và chia sẻ một lượng lớn tài liệu tuyên truyền của tổ chức này trên mạng. Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin ngày 15 tháng 11, Chủ tịch Kim Jong-un đã trực tiếp giám sát cuộc thử nghiệm máy bay không người lái cảm tử và chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất hàng loạt vũ khí chiến lược này. Tại buổi thị sát, nhà lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh cần thiết lập hệ thống dây chuyền sản xuất càng sớm càng tốt để đưa máy bay không người lái vào sản xuất hàng loạt. Ông Kim cũng chỉ ra rằng cuộc cạnh tranh sử dụng drone cho mục đích quân sự đang diễn ra toàn cầu và đã chứng minh hiệu quả trong nhiều cuộc xung đột quy mô khác nhau. Do đó, theo lời Chủ tịch Kim Jong-un được KCNA trích dẫn, sự thay đổi này đòi hỏi phải cập nhật lý thuyết, thực hành và giáo dục quân sự. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên đang tăng cường hợp tác quân sự với Nga, đặc biệt sau khi hai nước phê chuẩn Hiệp ước quan hệ đối tác chiến lược toàn diện được ký kết hồi tháng 6. Điều này làm dấy lên nghi vấn về việc liệu Bình Nhưỡng có nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật từ Moscow trong việc phát triển loại vũ khí này hay không. Trước đó, Triều Tiên từng bị cáo buộc xâm phạm không phận Hàn Quốc khi các máy bay không người lái tiếp cận thủ đô Seoul và vùng cấm bay xung quanh văn phòng Tổng thống, buộc Seoul phải triển khai vũ khí để bắn hạ. Gần đây, Bình Nhưỡng cũng vướng cáo buộc về việc triển khai quân đội đến tiền tuyến phía Tây của Nga nhằm hỗ trợ Moscow đối phó với lực lượng Ukraine. Tuy nhiên, cả hai nước đều bác bỏ thông tin này. Thưa quý vị, mới đây, Ủy ban châu Âu vừa ra quyết định phạt Meta, công ty mẹ của Facebook, với số tiền kỷ lục hơn 840 triệu đô la Mỹ vì hành vi lạm dụng vị thế thống lĩnh thị trường. Theo thông báo chính thức, Meta đã vi phạm nghiêm trọng quy tắc chống độc quyền của EU thông qua việc liên kết bắt buộc với dịch vụ Facebook Marketplace với mạng xã hội Facebook. Đặc biệt, Ủy ban nhấn mạnh tất cả người dùng Facebook đều tự động truy cập và thường xuyên tiếp cận Facebook Marketplace, bất kể họ có muốn hay không.
Quyết định này được đưa ra sau 2 năm điều tra, trong đó Ủy ban châu Âu phát hiện Meta đã tạo lợi thế không công bằng cho Facebook Marketplace khi tích hợp dịch vụ này vào nền tảng mạng xã hội của mình. Không chỉ vậy, công ty còn bị cáo buộc áp đặt các điều kiện giao dịch bất lợi đối với các đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực quảng cáo, phân loại trực tuyến. Đáng chú ý, Meta còn bị tố cáo đã tận dụng dữ liệu quảng cáo từ các đối thủ để phục vụ lợi ích riêng của Facebook Marketplace. Dịch vụ được ra mắt vào năm 2016 và mở rộng sang châu Âu một năm sau đó. Phản hồi về quyết định này, Meta tuyên bố sẽ kháng cáo và khẳng định người dùng hoàn toàn có quyền lựa chọn tham gia Marketplace. Tuy nhiên, trong thời gian chờ xét xử, công ty cam kết tuân thủ và tìm giải pháp khắc phục nhanh chóng. Theo quy định của EU, các công ty vi phạm luật chống độc quyền có thể bị phạt lên đến 10% doanh thu toàn cầu. Mức phạt này được xem là một cảnh báo nghiêm khắc đối với các gã khổng lồ công nghệ về việc lạm dụng vị thế độc quyền tại thị trường châu Âu. Những hình ảnh vừa rồi đã khép lại phần tin tức của Hành trình tương lai hôm nay. Và không để quý vị đợi lâu nữa, chúng ta cùng đến với phần nhân sinh cảm ngộ. Trong phần nhân sinh cảm ngộ ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề Định luật hoa sen khiến ai cũng phải suy ngẫm. Trong một đầm sen, ngày đầu tiên hoa nở rất ít, đến ngày thứ hai, số hoa nở gấp đôi ngày thứ nhất. Và sau đó, cứ mỗi ngày hoa sen đều nở thêm với số lượng gấp đôi ngày trước đó. Nếu như đến ngày thứ 30, hoa sen nở đầy một khu đầm thì vào ngày thứ bao nhiêu, hoa sen trong đầm nở được một nửa. Câu trả lời liệu có phải là ngày thứ 15? Sai, câu trả lời là ngày thứ 29. Cuộc đời của rất nhiều người giống như hoa sen trong cái đầm kia. Ở thời điểm bắt đầu, chúng ta ra sức làm, dốc sức làm giống như hoa sen kia ra sức nở. Nhưng dần dần, chúng ta bắt đầu như những cánh hoa, cảm thấy khô héo, mệt mỏi, thậm chí là chán trường, có thể ở ngày thứ 9, ngày thứ 19, thậm chí là đến hết ngày thứ 29. Chúng ta bỏ cuộc, chấm dứt mọi nỗ lực, kiên trì, khí thế lúc ban đầu. Và khi đó, chúng ta cách thành công chỉ một ngày hay chỉ một bước chân. Ở đây, quy luật hoa sen đã cho chúng ta biết một đạo lý rằng, để có được nỗ lực đến bước cuối cùng, thứ mà mỗi chúng ta cần phải có không phải là vận may hay trí thông minh, mà đó chính là nghị lực. Có nghị lực và không có nghị lực, kiên trì đến cùng và không kiên trì đến cùng, kết quả được tạo ra khác nhau rất xa. Cuộc đời chúng ta cũng giống như việc chúng ta đi xe đạp vậy, chỉ cần ta không duy trì việc đạp pedal nữa, xe sẽ đổ. Thế nên, nếu muốn xe vẫn bon bon chạy về phía trước, nếu muốn trải nghiệm những điều thú vị ở con đường phía trước, và nếu muốn đến đích, bạn không thể không kiên trì đạp xe đến cùng. Hãy giữ cho mình tâm thái luôn luôn phấn đấu, nghị lực vươn lên, vượt qua mọi rào cản, bạn sẽ thấy cảnh đẹp đang đợi mình ở phía trước. Triết gia người Mỹ Abel Herbert đã từng có một nhận định tương tự như thông điệp mà định luật hoa sen muốn gửi gắm, đó là: không biết đã bao nhiêu lần con người buông tay từ bỏ, khi mà chỉ một chút nỗ lực, một chút kiên trì nữa thôi là anh ta sẽ đạt được thành công. Vậy nên, viên gạch cuối cùng quyết định thành công ở đây chẳng phải là nghị lực, là sự bền bỉ, kiên trì hay sao? Và thưa quý vị, để có thể duy trì nghị lực, sự bền bỉ và lòng kiên trì thì tu tâm dưỡng tính là một điều rất quan trọng. Mỗi người đều hãy tìm cho mình một phương pháp tu luyện tâm tính theo nguyên lý chân thiện nhẫn để có một sức khỏe thể chất và tinh thần thật tốt, sẽ giúp chúng ta kiên trì nỗ lực bền bỉ cùng năm tháng để thành tựu lý tưởng sống của mình. Đây là những giá trị phổ quát tốt đẹp của môn tu luyện khí công của Phật gia đang được hồng truyền khắp thế giới mà chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị hôm nay. Không phải ngẫu nhiên môn tu luyện tự thân này được hàng triệu người trên thế giới thực hành mỗi ngày. Qua việc đọc sách và tự luyện 5 bài công pháp hoàn toàn miễn phí, người tập đã được cải biến về sức khỏe, tâm tính cũng thay đổi chân thành, thiện lương và nhẫn nại hơn trong mọi việc. Cho dù vẫn còn có những hiểu sai và những lời vu khống về môn tu luyện này, nhưng chúng tôi tin rằng những điều chân chính sẽ sớm được minh bạch và những ai được hưởng lợi ích từ pháp môn này sẽ lên tiếng bảo vệ cho lẽ phải và những người thiện lương. Đường link hướng dẫn đọc sách luyện công hoàn toàn miễn phí chúng tôi có gắn trên màn hình. Nếu quan tâm, quý vị hãy truy cập nhé.
Biết đâu, đây là một giải pháp giúp quý vị bình an, khỏe mạnh và hạnh phúc mãi mãi về sau. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo trên kênh Hành Trình Tương Lai.